Chị à, sữa chị à, chà Bi, ôi yêu quá, nè ra đây, ra đây rồi, ừ, Bi lấy sữa chị à, Bi tỏi quá, chị cảm ơn nhá, chị yêu quá, Bi yêu quý, chị uống nhá, chị uống sữa nhá, ừ, ngồi đây, Bi ngồi ra đây chờ chị nhá, để chị uống sữa nhá, chị uống sữa Bi lấy cho chị nhá. Chị cảm ơn Bibi nha. Cảm ơn Bibi ở sữa cho chị.
Chị khỏe không rồi? Chị khỏe xong rồi chị nấu đồ ăn cho Bibi ăn nữa nha. Đi uống nước cho chị nhé. Chị lấy ra cho à, chị cắt cho Bibi nhá. Bibi uống hết rồi. Hết rồi này, chị cắt nhé. Bibi uống nước sao chị à? Để Bibi cầm cái này đi vứt rác cho chị nhé. Đi vứt cho chị nhé. Chị bé Bibi vứt rác cho chị. Chị nghỉ một xíu nữa cho chị khỏe hẳn hơn. Chị nấu cơm Bibi nhé. Bibi vứt rác cho chị nhé. Cái bất giác dừng lâu nhỉ. Bi ơi, Bi. Em no chưa? Em no chưa? Dậy đi. Em no chưa? À, để chị bứt cái này, chị lau miệng thôi nhé. Giỏi quá, đi giỏi quá. Ngồi đây, ngồi đây chờ chị nhé. Chị bứt xác em, chị lau miệng thôi nhé. Giỏi quá, chị tự ăn. Tự ăn một mình được. Em ăn từ từ. Em ăn ngon không? No chưa? Đi khỏi bác đi tự ăn được một mình á. Chị phải ốm rồi, xong chị nấu cho đi ăn nhé. Thế sao chị nấu cho đi ăn nhé? Chị hết ốm rồi, chị lo mẹ cho đi nhé. Ok, nước ra bên này. Chị cảm ơn Bi nhé, là như lấy sữa chị nhé, giỏi đi tự ăn nhé. Rồi chị bé nhé.